mọi người, hôm nay chị Nguyên muốn làm video clip để mà chia sẻ cho mọi người một cái combo sản phẩm mà nó đã cứu cánh cho làn da của Nguyên cho đến thời điểm hiện tại luôn. Đó chính là bộ sản phẩm của nhà Mizone Cosmetic. Thì đầu tiên đó chính là em serum saffron. Đó mọi người, chắc là mọi người cũng đã biết thì cái tinh chất saffron là một trong những cái tinh chất rất là hiếm có và nó cực kỳ là tốt cho làn da của mình luôn. Thì nhà Mizone Cosmetic đã cho ra đời cái dòng serum này có thành phần chính là saffron này, nước, collagen cũng như là các vitamin có lợi cho làn da, và nó được bỏ trong một cái hộp như này rất là xịn sò luôn. Thì mọi người có thể làm quà tặng cũng rất là ok nha. Cái cách sử dụng của em này rất là đơn giản luôn, thì mọi người sẽ dùng kết hợp thêm với cái em tinh chất peptide này nha mọi người. Đó đó, đây là chính là cái mấu chốt để giúp cho làn da của mình nó căng bóng này, dưỡng da cũng như là mờ thâm sạm nám ha. Thì cách dùng rất là đơn giản luôn, thì mọi người chỉ cần bẻ cái em tinh chất này ra, đó nó có một cái mẫu này cực kỳ là dễ luôn ha. Thì chúng ta sẽ cho vào trong cái em serum này, và sau đó chúng ta sẽ cho vào đây ha. Dưới này á, thì chúng ta sẽ bỏ cái đâu này vào để mình nhấn xuống nha mọi người. Đó, rất là dễ dàng luôn nha. Đó, đẩy xuống, đẩy hết tinh chất vào nha. Sau đó chúng ta sẽ hòa trộn cái hỗn hợp này lên, và sau đó thì mình đã có một cái em serum tinh chất cô đặc để mà dưỡng da rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái chất serum của em nó nha. Đó, nha mọi người. Sau khi rửa sạch mặt xong thì mọi người sẽ thoa vào một buổi sáng và buổi tối. Thì em này sẽ có công dụng là hỗ trợ làm căng bóng nè, mờ thâm sạm nám, hỗ trợ làm giảm cái vết đồ mồi, làm đều màu da, giúp là da chúng ta dưỡng ẩm từ sâu bên trong luôn nha mọi người. Đặc biệt là những bạn nào mà có làn da bị nhạy cảm thì dùng rất là ok luôn, tại vì cái em này rất là lành tính. Do đó sau khi chúng ta dưỡng một bước serum xong thì bước cuối cùng đó chính là em kem face collagen nhân chính này. Vì sao nó có cái tên gọi như vậy? Tại vì nó có cái thành phần collagen nhân 9 lần, có nghĩa là thành phần collagen rất là nhiều hơn so với những loại kem thông thường. Thì em kem face này thì nó có công dụng là dưỡng trắng da này, đặc biệt là những bạn nào muốn dưỡng cho làn da mình trắng mà hồng cách tự nhiên thì em kem face này là một cái sự lựa chọn đúng đắn nha. Chất kem thì nó là chất kem cô đặc, nhưng mà bôi đến đâu là thấm đến đó nha mọi người. Đây, cực kỳ là thấm luôn, nó không hề bị bết đứt trên làn da, đồng thời nó còn cấp cho da mình nữa. Cho nên là mỗi khi mà ra đường Nguyên chỉ cần bôi một lớp này thôi là nó đã có một cái lớp make up cực kỳ là tự nhiên rồi. Còn mỗi buổi tối thì mọi người sẽ bôi em này trước khi đi ngủ, và sáng dậy thì chúng ta sẽ có một làn da cực kỳ là trắng hồng mịn màng tự nhiên luôn nha. Và đây chính là chọn bộ combo sản phẩm của nhà Mizone Cosmetic nha. Bộ sản phẩm bao gồm serum saffron và kem face baby collagen nhân chính. Thì đây chính là cái dòng sản phẩm mà những bạn nào mà đang có một cái làn da bị xấu này, bị chai sạm, đen lâu năm, hoặc là bị nám, tàn nhang, thâm mụn, thì đây chính là một bộ sản phẩm mà mọi người nên sử dụng nha. Tại vì Nguyên đã sử dụng rồi và cảm giác là da mình nó cải thiện dần lên, cho nên là đã làm clip để chia sẻ với mọi người. Và cảm ơn mọi người đã xem video clip của Nguyên nha.